Xin chào tất cả các bác cùng toàn thể anh em nhé. Em vừa mới đi gần 50 cây số mới lấy về được hai con khiếu da bò của dân này các bác. Dân họ nuôi chim khá thuần này. Đây các bác, hai con chim đỏ đẹp lắm. Có một con thì rất đỏ, có con thì không được đỏ cho lắm. Đây nha, em ra chim cho bác cùng xem nhé. Chim thì dân nó nuôi thuần hót rồi, hót ok hết rồi. Đây các bác, chim đây rất là đỏ nhá. À, chim rất đỏ đây, cho ra ngoài này nhìn cho nó rõ, các bác nhìn thấy không, đỏ đẹp không. À, ngực này đỏ này. Đó. Hơi được chóc cái đầu tí này, móng miếc ok này. Chân hồng, móng móng gần móng móng hồng hồng này, các bác ạ. Con này đỏ đẹp đấy, đây bác nhìn thấy đỏ to thế, con này to thế. Đây các bác nhìn này, chà bạn đuôi to thế, à, nổi đầu thế. Mới đi lấy về các bác ạ. Đây, rất là đỏ nhá. Em thả vào đây nha các bác nha. Rồi. Cho nó xuống là nó khỏi nhảy, nó lao quá. Mới. Đó, một em nha các bác nha. Đây, em này đây. Con này thì đỏ đẹp các bác, đỏ đẹp lắm. Hot ok rồi nhá. Để có gì con nào hot quay rồi em quay clip cho các bác cùng xem nhé. Đây, tiếp theo một em nữa đây các bác. Em nữa đây các bác, con này thì ngực không được đỏ bằng con kia, như con này được cái là thuần hơn các bác ạ. Con này thì được thuần hơn con kia, ngực không đỏ bằng con kia nhưng mà thuần hơn các bác nhé. Đây con này này,
Đó. Cả hai em à, các bác nhá, đây. Này, cho xuống. Ở tối. Đây các bác này. Hơi tối quá nhìn nó hơi không được rõ. Đó, các bác nhìn thấy không? Rất đẹp luôn. Còn bên này nữa. Con này thì đỏ đỏ đẹp hơn này các bác này. Con này đỏ đẹp hơn. Em vừa mới đi về xong rồi các bác. Đi tuyển về đi tầm 50 cây số ấy mới lấy về được. Đó các bác nha.